Xin chào các bác, chào mừng các bác đã quay trở lại kênh của Nhật Bãi Phú Cường. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho các bác về các mặt hàng của cái dòng máy hút bụi Dyson không dây, một nhãn hiệu nổi tiếng của Anh Quốc. Đấy, và những cái dòng máy hút bụi không dây này là hiện tại bên em là có các dòng từ DC đến V11. Đấy, qua dòng từ DC V11 và tất cả những cái dòng máy hút bụi đều là hàng chính hãng, nguyên zin, nguyên bản, chưa đụng chạm, chưa sửa chữa. Và những cái dòng máy hút bụi của hãng Dyson này là được trang bị bộ sạc điện từ 100 đến 220V, cho nên là các bác mua về sử dụng thì các bác có thể cắm trực tiếp vào mạng lưới của nhà mà không cần đổi nguồn nhé. Và bây giờ em sẽ giới thiệu chi tiết cho các bác về những cái mẫu sản phẩm dòng máy hút bụi hiện tại bên shop em đang có. Nó là cái đầu tiên, đó là cái hãng của một cái dòng máy thấp nhất, một cái dòng máy ra đời đầu tiên của hút bụi Dyson không dây, đó là dòng DC nhé. DC thì bên em có hai loại là DC 35 và DC 45. Đây là con DC 45 này. Và cái dòng DC này hiện tại bên em bán với giá là 300.000 một bộ cơ bản, bao gồm có 4 món. Đó là một máy này, một ống này, một bản chổi đi theo máy và một sạc. Đấy, đó là combo 4 món, một bộ cơ bản nó là như vậy. Đấy, giá của bên em là giá, em sẽ báo giá là một bộ cơ bản chưa bao gồm phụ kiện các bác nhé. Và các bác có nhu cầu mua hàng thì liên hệ trực tiếp với bên em qua số điện thoại em đã ghi sẵn ở trên tiêu đề. Đấy, và cái dòng DC này thì bên em bán với giá là 300.000 một bộ và bao máy chạy sống các bác nhé. Đấy, bao máy chạy sống như này, máy chạy này, máy chạy chổi chạy và sạc vào pin nhé. Đấy, đó là một bộ máy sống là như vậy. Vì cái loại này nó giá thành của nó, cái giá của nó rất là rẻ, cho nên là bên em không bao thời lượng pin. Và với cái dòng tiếp theo là cái dòng V6 thường cũng vậy này. Dòng V6 thường bên em cũng chỉ bán bao máy chạy sống, không bao thời lượng pin giống dòng DC này các bác nhé. Đấy, cũng là như này, máy chạy chổi chạy và sạc vào pin này. Đấy là một bộ này, một bộ V6 thường này thì hiện tại bên em bán với giá là 350.000 một bộ nhé. Cũng gồm có 4 món, đó là một máy này, một ống này, một bàn chổi theo máy và một sạc. Đấy là combo 4 món, một bộ cơ bản 350.000. Các bác nào có nhu cầu mua cái dòng sản phẩm giá thành rẻ thì có thể tham khảo hai cái loại hút bụi này nhé. Đó là như vậy. Và tiếp theo đó là cái dòng cao cấp hơn của cái dòng V6 thường, đó là dòng V6 HEPA 3 này, được trang bị thêm một cái bộ lọc bụi mịn đằng sau này để giúp đưa không khí sạch ra ngoài này, hút được nhiều bụi mịn mà mắt thường chúng ta không thể nhìn thấy này. Đấy, cái là dòng V6 HEPA 3 này, nó khác cái dòng V6 thường là cái đấy. Và cái dòng V6 HEPA 3 này thì hiện tại bên em bán với giá là 550.000 một bộ cơ bản các bác nhé. Đấy, 550.000 một bộ cơ bản, cũng bao gồm có 4 món, một máy này, một ống này, một chổi và một sạc. Đấy, và bắt đầu từ cái dòng V6 HEPA trở lên thì bên em bao thời lượng pin nha các bác nhé. Đấy, như cái dòng V6 HEPA này thì bên em bao thời lượng pin là từ 10 đến 15 phút sử dụng ở chế độ nhỏ. Ở chế độ nhỏ các bác nhé, các bác có thể sử dụng cái nhận biết cái chế độ đằng sau này này. Nó khi các bác sử dụng thì nó có cái đèn xanh thì nó là chế độ max, còn nó không có đèn xanh thì là chế độ nhỏ nhé. Đấy, bên em toàn bộ những máy bên em bao thời lượng pin sử dụng ở chế độ nhỏ thôi. 550.000 một bộ, 4 món. Đấy, là một bộ cơ bản là 550.000 nhá. Và tiếp theo đó là dòng V7 này. Đấy, dòng V7 là từ cái dòng, trong tất cả các dòng hút bụi thì dòng V7 và V8 thì cái tiếng động cơ của nó rất là êm nhá các bác nhá. Đấy, tiếng động cơ của nó rất là êm này. Dòng V7 này, này có khi các bác mua hàng có thể nhận biết được cái dòng V7 này qua ghi mã pin này, ký hiệu mã pin này SV11 nhé. Đấy, SV11, và nó có một đèn báo pin này. Đấy, trên thân của nó một đèn báo pin này, một đèn báo pin màu xanh. Đấy, dòng V7. Và cái dòng V7 này thì bên em bao thời lượng pin cho các bác là từ 20 đến 25 phút sử dụng ở chế độ nhỏ đấy nhé. Đây là bên trái là chế độ nhỏ này, bên này là chế độ max này. Đấy, và toàn bộ cái máy thì bên em bao chế độ nhỏ này. Đấy, bao chế độ nhỏ nhé. Và giá của một bộ cơ bản của bộ V7 đó là 1.100.000. Đấy, 1.1.000 một bộ cơ bản, một máy, một ống, một chổi và một sạc.
Và khi các bác mua hàng thì màu máy và màu ống là chọn ngẫu nhiên nhé. Đấy, đó là một bộ V7 là như vậy. Và cái chương trình bên em đang có chương trình khuyến mại là khi các bác mua 3 bộ V7 nhé, mua từ 3 bộ V7 này sẽ được khuyến mại tặng một bộ hút bụi V6 thường nhé. Đấy, tặng một bộ hút bụi V6 thường cũng gồm có 4 món: máy ống chổi sạc như bình thường và cũng là máy sống. Đấy là khuyến mại dành riêng cho bộ, cho khi dành riêng cho bác nào mà mua từ 3 bộ V7 nhé. Đấy, 1,1 triệu một bộ này. Đấy, tiếp theo là cái dòng V8 này. V8 thì nó sẽ có, các bác có thể phân biệt được, nó sẽ có 3 đèn báo pin này. Đấy, 3 đèn báo pin. Và ở dưới máy thì ở dưới phần pin thì nó có ký hiệu là SV10K, SV10 đấy, đấy, dòng V8 thường. Còn dòng V8 Slim thì nó có ký hiệu là SV10K này. Đấy, còn dòng V8 thì nó sẽ có ký hiệu là SV10. Đấy, dòng V8 thì hiện tại thì bên em bán với giá là 1,6 triệu. 1,6 triệu một bộ cơ bản gồm có 4 món, đó là một máy, một ống, một chổi và một sạc này. Và bao thời lượng pin cho các bác là từ 25 đến 30 phút sử dụng ở chế độ nhỏ nhé. Đấy, chế độ nhỏ là chế độ bên này. Đấy, các bác lưu ý giúp em như vậy. Và khi các bác mua một bộ V8 này sẽ được tặng một cái đầu hút nhỏ này nhé. Đấy, khi các bác mua một bộ V8 sẽ được tặng một cái đầu hút nhỏ này, là cái đầu hút này là để hút vật to này, hút ra hạt bí, hạt hướng dương vân vân. Đấy, rất là tiện lợi. Cái đầu hút nhỏ này thì đã giá của nó là 70.000 một cái. Đấy, giá của bên em bán lẻ là 70.000 một cái nhá. Và cái dòng V8 Slim này này, nó so với dòng V8 thường này thì về công suất thì nó cũng như nhau nhá. Công suất thì nó như nhau, nó hơn nhau ở cái thời lượng pin này. Cái dòng V8 Slim này nó thời lượng pin của nó cao hơn một chút. Dòng V8 Slim này thì thời lượng pin của nó là bên em bao thời lượng pin là từ 30 đến 40 phút sử dụng ở chế độ nhỏ. 30 đến 40 phút sử dụng ở chế độ nhỏ. Và giá của một bộ V8 Slim này là 2 triệu nhá. 2 triệu gồm một bộ này, cũng gồm qua máy, ống chổi sạc này. Đấy. Đấy, đây là giá của một bộ V8 Slim. Và khi các bác mua một bộ V8 Slim cũng sẽ được tặng, cũng giống như bộ V8 thường vậy, cũng sẽ được tặng một cái đầu hút này nhá. Một cái đầu hút này giá là 70.000 một cái. Đấy, khi kể cả không khuyến mại tặng thì bên em vẫn bán lẻ là 70.000 một cái nhá. Đấy, khuyến mại. Và tất cả những cái sạc, cục sạc bên em đều là sạc chính hãng nhá các bác nhá. Đấy, nó có chữ Dyson này. Đấy, đều là sạc chính hãng nhá. Và cái tất cả những cái máy hút bụi từ V6 thường đến V8 này, sạc của nó sẽ giống nhau các bác nhá. Đấy, từ hút bụi từ V6 thường đến V8 này thì cái cục sạc của nó sẽ giống nhau và có thể dùng chung được cho nhau. Và cái dòng DC thì sạc nó khác, và cái dòng V10, V11 trở lên nó cũng sạc nó cũng khác. V10, V11 trở lên thì nó lại giống nhau. Đấy, các bác có thể phân biệt rõ được như vậy. Và tiếp theo đối với dòng V10 này, đấy các bác có thể nhìn thấy rõ là cái hình dạng cấu tạo của nó khác nhau nhá. Đấy, dòng V10 nhìn trông nó đồ sộ, nó lớn hơn một chút này. Và cái hộp khối động cơ nó to hơn, dài hơn này. Phần pin thì nó dài hơn rất là nhiều nhá. Phần pin của nó dài hơn này, và cái hộp đựng rác thì nó dài hơn nhá, đựng được nhiều rác hơn. Và cái công suất của nó đương nhiên là cũng là mạnh hơn, lục hút mạnh hơn. Đấy, dòng V8 dòng V10 này thì hiện tại bên em bán với giá là 2,7 triệu một bộ cơ bản, và bao cho các bác là từ 40 đến 50 phút sử dụng ở chế độ nhỏ nhá. Cái dòng V10 trở lên nó sẽ có 3 chế độ này: nhỏ này, bình thường này. Đấy, và mắc này, nó có 3 chế độ này, và bên em chỉ bao ở chế độ nhỏ thôi nhá. Bên em bao ở chế độ nhỏ. Và đặc biệt là khi các bác mua một bộ V10 trị giá 2,7 triệu một bộ này là cũng sẽ được tặng hai đầu hút nhá. Được tặng hai đầu hút các bác ạ. Đây, được tặng hai đầu hút này, một cái đầu hút hà vật to là và một cái chổi lông cứng này. Đấy, tính ra là 140.000 là phần khuyến mại bên em đấy. Đấy, khi các bác mua bộ V10 như này nhá. Đấy. Lực hút rất là mạnh này. Và tiếp theo là đối với dòng V11 này. Dòng V11 này là cái dòng cao cấp nhất với bên em nhé. Và các bác nào có nhu cầu mà muốn mua bất kỳ một cái bộ sản phẩm nào hoặc mua số lượng xỉ lẻ như thế nào thì liên hệ trực tiếp với bên em qua số điện thoại em đã ghi sẵn ở trên tiêu đề nhé. Và hoặc gọi điện trực tiếp cho bên em để bên em tư vấn rõ ràng hơn. Đấy. Và đây em sẽ nói nốt cái dòng V11 này. Là cái dòng V11 là cái dòng cao cấp nhất bên em hiện tại nhá. Và còn trên thị trường thì nó không phải là dòng cao nhất, bởi vì nó còn có V12 và V15. Đấy, nhưng mà cái dòng V11 này bên em là cao nhất.
V11 thì hiện tại bên em bán với giá là 4 triệu rưỡi nhá. 4 triệu rưỡi một bộ cơ bản cũng bao gồm có 4 món là máy ống chổi sạc. Đấy là combo một bộ như vậy. Và đặc biệt là khi các bác mua một bộ V11 này. Đấy, mua một bộ V11 này thì bên em sẽ tặng cho các bác một bộ hút bụi V6 thường nhá. Đấy, một bộ hút bụi V6 thường. Đấy, để đi theo như thế này. Một bộ hút bụi V6 thường là cũng là một bộ sống này. Một bộ sống mà cũng gồm có 4 món, đó là máy ống chổi sạc như bình thường các bác nhé. Đấy, một bộ cơ bản đấy. Đây là khi khuyến mại, cái khuyến mại bên em là như vậy. Khi các bác mua một bộ hút bụi V11 ấy sẽ được tặng một cái bộ hút bụi V6 thường nhé. Đấy, với cái dòng V11 này là nó có cái màn hình LCD hiển thị phần trăm pin này, chế độ pin này và hiển thị thay đổi ngôn ngữ. Em những video trước giới thiệu về hút bụi em cũng đã giới thiệu rất là chi tiết. Đấy, các bác có thể nhìn xem qua hoặc xem lại. Em có thể giới thiệu lại. Đấy, cái dòng hút bụi V11 này nó hiển thị 3 chế độ pin này. Chế độ nhỏ nhất là 63 phút này. Đấy, 63 phút nhé. Đây là chưa sạc đầy hẳn các bác nhé, chưa sạc đầy hẳn. Và cái chế độ thứ hai là chế độ bình thường, nó sẽ chơi rơi vào khoảng tầm là, đây em sẽ cho các bác xem luôn này, 27 phút nhé. Đây là em vẫn chưa hoàn toàn sạc đầy đấy. Và còn cuối cùng đó là chế độ max, chế độ lớn nhất này. Đấy, lực hút rất là mạnh, hoạt động hết công suất. Đây, nó được hơn 5 phút, tầm 6 phút nếu mà sạc đầy. Mà ngay cả nhà sản xuất cũng khuyến cáo chúng ta chỉ nên sử dụng tất cả các dòng máy hút bụi này ở chế độ nhỏ thôi. Đấy, và em xin nhắc lại là cái dòng V11 này thì hiện tại bên em cũng bán với giá là 4 triệu rưỡi một bộ cơ bản, gồm có máy ống chổi sạc này, và khuyến mại thêm cho các bác một bộ hút bụi V6 thường, cũng gồm có máy ống chổi sạc như bình thường nhé. Đây là cái toàn bộ cái dòng cái những cái mặt hàng thuộc sản phẩm hút bụi Dyson không dây hiện tại bên em đang sẵn có. Em đã giới thiệu chi tiết từ DC đến V11. Và ngoài ra thì bên em có tất cả các phụ kiện đi kèm nhé. Tất cả các phụ kiện đi kèm bên em bán riêng này. Giống như bên em có đế sạc này. Đế sạc này của V11 nó sẽ khác này. Đế sạc của V10 nó sẽ nhỏ hơn một chút này. Và đế sạc là của dòng từ V7 đến V8 sẽ dùng chung này. Đấy, chổi thảm nệm này. Các đầu hút nhỏ này. Đấy, giống như cái đầu hút nhỏ này thì tất cả những đầu hút nhỏ này này. Đấy, 1, 2, 3, 4, 5, 6 này. 6 cái đầu hút nhỏ này. 6 đầu hút nhỏ này thì hiện tại bên em bán đồng giá là 70k nhé. 70.000. Đấy, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cái đầu hút nhỏ này bên em bán giá là 70.000 một cái. Đấy. Các bác nào mua hàng thì liên hệ trực tiếp bên em qua số điện thoại đã ghi sẵn trên tiêu đề nhé. Và tiếp theo là cũng dòng với dòng V6 bên em cũng có đầy đủ tất cả các phụ kiện. Nó giống như là đế sạc này, đế sạc của DC này, đế sạc của V6 này, V6 thường, V6 EPA dùng chung này, chổi thảm nệm của dòng V6 này. Đấy, và những cái đầu hút nhỏ của dòng V6 này em bán với giá là 50.000 một cái, đồng giá nhé. 50.000 một cái, 1, 2, 3, 4, 5 cái đầu hút nhỏ, 50.000 một cái này. Đấy, 50.000 một cái này. Rất là nhiều phụ kiện cho các bác lựa chọn. Các bác xem và lựa chọn những cái đầu hút, những phụ kiện cần thiết khi các bác sử dụng đối với cái máy hút bụi này. Và các bác mua hàng thì liên hệ trực tiếp với bên em qua số điện thoại em đã ghi sẵn ở trên tiêu đề nhé. Và tất cả các máy bên em mua khi các bác mua hàng thì tất cả những dòng sản phẩm trên 1 triệu một bộ ấy ạ. Đấy, một sản phẩm trên một từ trị giá chỉ 1 triệu trở lên, trên 1 triệu là các bác chuyển khoản hết bên em bao ship. Và khi các bác cặp thì các bác chịu phí ship nhé. Đấy, em cũng nói rõ là như vậy khi các bác mua hàng thì tránh việc nhầm lẫn. Đây, tất cả các dòng máy hút bụi bên em đây. Đấy, từ DC đến V11 nhé. Số lượng xỉ lẻ có rất là nhiều. Và tất nhiên là khi các bác thợ thuyền mua hàng của bên em về ấy, thì số lượng càng nhiều giá càng rẻ nhé.
Đó, em cũng quay một cái video ngắn để giới thiệu cho các bác tất cả các dòng máy hút bụi từ DC đến V11 thuộc hãng Dyson của bên em. Bác nào mua hàng thì liên hệ trực tiếp bên em qua số điện thoại em đã ghi sẵn ở trên tiêu đề. Và cảm ơn các bác đã theo dõi hết video này. Em xin chào các bác.